Hey, yo, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến Vivo. Mình là Yến đây. Gì nhở? Đây. Mình có tham gia cuộc thi video for Việt Nam trong group Việt Nam ơi và được giải 3. Thưa quý vị, vẻ đẹp của đất nước Việt Nam đã được khắc họa lên rất là nhiều lần và thông qua đó sẽ làm chúng ta cảm thấy tự hào hơn về đất nước, về con người của chúng ta. Và những người làm công việc sáng tạo nội dung số như là Woody chẳng hạn, bạn ấy đã làm cho vẻ đẹp của Việt Nam trở nên đẹp hơn gấp nhiều lần hơn nữa. Chính vì thế mà để góp một phần lớn cho cái sự thành công của chiến dịch Video for Việt Nam trong tôi, chúng ta không thể không nhắc tới sự đóng góp của cộng đồng gọi là đam mê du lịch trên Facebook. Khi mà chương trình được phát động thì các bạn đam mê xây dịch đã gửi tới hàng ngàn cái bài dự thi. Và trong các bài dự thi của các bạn ấy thì không chỉ đơn giản là những hình ảnh về du lịch mê đắm lòng người, mà đó còn là món quà mà các bạn muốn gửi tới tất cả chúng ta để thể hiện tình yêu quê hương đất nước của các bạn. Và một trong những cái chương trình gọi là tiên phong trong cái chiến dịch Video for Việt Nam Challenge, có thể nói đó là cái chủ đề Tôi là người Việt Nam ở trong group Việt Nam ơi. Và sau 2 tuần phát động thì group Việt Nam ơi đã thu hút được hàng trăm video gửi về để thể hiện được vẻ đẹp của quê hương đất nước con người Việt Nam. Và ngay sau đây thì Thùy Linh và Nguyên Khang xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng đến với video đã giành chiến thắng của cuộc thi này. Đồng hành cùng Facebook hưởng ứng chiến dịch Video for Vietnam, Việt Nam trong tôi, group Việt Nam ơi đã phát động cuộc thi Tôi là người Việt Nam với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn dành cho cộng đồng thành viên. Chỉ trong 2 tuần đã có gần 200 bài dự thi là những video từ bình dị gần gũi đến đầu tư kỹ lưỡng, nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác chia sẻ đầy tích cực. Cảnh sắc thiên nhiên, món ăn vùng miền, văn hóa bản sắc, tất tần tật về một Việt Nam tươi đẹp được khắc họa qua những thước phim ấn tượng trên group Việt Nam ơi. Khi đồng hao đăng video nói về Bình Phước lên group Việt Nam ơi, đồng hao muốn giới thiệu những quan cảnh ẩm thực tại chính quê hương của mình và đặc biệt con người nơi đây họ sống rất là bình dị, không xa hoa cầu kỳ, rất là thân thiện. Nếu có dịp các bạn hãy đến Bình Phước du lịch và trải nghiệm một lần nha. Không cần đi đâu xa mà ngay ở Việt Nam hay là thành phố Hồ Chí Minh vẫn có rất nhiều địa điểm trải nghiệm, ăn uống, du lịch cùng bạn bè. Nhờ có thử thách Tôi là người Việt Nam mà quay được có cơ hội để chia sẻ những video đến tất cả mọi người và có cơ hội nhận quà thì tất nhiên là mình sẽ không bỏ lỡ. Ứng viên tin một buổi sớm bình minh, lúc đó thì khi mặt trời lên cũng là lúc mà sương sớm đang mặt trên cánh đồng. Mình đi bộ trên một con đường dài biển là gạch cũ và lúc đó thì cảnh rất là đẹp, rất là bình yên. Mình cảm giác như là thời gian đang ngừng trôi và chỉ còn một mình với một cánh đồng bất tận. Các bạn ở đây là những người trẻ, chúng ta còn sức khỏe và còn nhiều thời gian thì hãy cố gắng đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ, đừng có ngại gian khó, bởi vì sau này chúng ta khi về già sẽ không phải hối tiếc vì mình từng có một tuổi trẻ như thế. Vậy mới thấy group cộng đồng trên Facebook như Việt Nam ơi là một nền tảng giúp tất cả mọi người, ai cũng có thể là một sứ giả, kết nối và lan tỏa vẻ đẹp niềm tự hào về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Để có được giải thưởng đó thì phải cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ mình, đã like, share giúp mình. Nếu mà không có các bạn thì chắc chắn là mình sẽ không nhận được phần quà này. Thế nên là hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau bóc phần quà này nha. Nào, bây giờ hãy cùng xem là giải 3 thì sẽ có những gì nha. Hộp bọc khá là kín. Rất nhiều lớp băng dính các bạn ạ. Quà được chuyển ra từ thành phố Hồ Chí Minh, thế nên là người ta bọc rất là kỹ. Có gì mà phải bọc kỹ như vậy nhở? Theo mình biết hiện tại thì group Việt Nam ơi cũng đang tổ chức một cuộc thi nữa, cuộc thi ảnh. Nhưng mà tại vì là mình mới thi cuộc thi video xong mà mọi người thì đã ủng hộ mình nhiều như thế rồi, thì nên là mình quyết định là thôi cuộc thi sau mình không tham gia nữa.
chứ lúc nào cũng kêu gọi các bạn ủng hộ like share thì tưởng các bạn toàn bài của mình à? Thế là không được đúng không? Nên là thôi, nhận được phần quà này thì động lực để làm video, chứ thi liên tục thì ai mà chịu được đúng không? Ok, và ui, nặng phết nha. Rồi, hãy cùng mở nắp. Xem nào, để xem chúng ta có những gì trong đây nha. Facebook for Vietnam, trân trọng cảm ơn Nguyễn Thị Yến. Ta-da. Họ tên mình là Nguyễn Thị Yến nhá, đừng bạn nào bảo mình là Lê Thị Yến đấy. Yến Ly, không phải là Lê Thị Yến đâu. Mình họ Nguyễn nha. Cái này to này, cái này to bỏ ta trước nha. Ta-da. Mình đã rất là muốn mua một chiếc mũ bảo hiểm. Nhiều may quá là khi tham gia cuộc thi này thì mình đã được tặng một chiếc mũ bảo hiểm. Thế là lại không phải mua nữa rồi. Thử xem, đội vào xem như thế nào nhá. Rồi để tạm sang một bên. Trên mũ có Việt Nam ơi này. Màu trắng rất là xinh, nhưng mà chắc chắn là sẽ dễ bị bẩn. Thôi được, không sao. Thế nào đây? Cái này để lắp trên đây à? Thôi mình sẽ lắp sau nhé, mình không biết lắp. Đợi luôn nha. Wow. Thế này là có thể đi phượt được rồi nhỉ? Ui, vẫn còn nguyên mùi mũ mới các bạn ạ. Đấy. Rồi, để tạm sang một bên. Khá là nhiều đấy. Wow, tiếp theo. Mình đoán không nhầm thì đây sẽ là một chiếc áo. Có chữ trên này nè, Video for Vietnam. Yeah. Thế là lại có áo để mặc. Xem nào. Size L. Có vẻ như sẽ là hơi to so với mình. Nhưng mà không sao, mình hay mặc dài mặc rộng mà. Thích quá, thích quá. Uầy, các bạn ơi. Cái món quà mà mình mong chờ nhất đây. Một chiếc ba lô du lịch. Cũng to phết đấy. Xem nào. Đây là ba lô của hãng này, mình không biết đọc tên là gì. Van Watt. Trọng lượng 920g. Kích thước 27, 13, 40. Uầy. Được. Thích quá. Yeah yeah. Và cuối cùng đó là, đây là hai tấm sticker để có thể mình dán lên đâu đấy. Những sticker về Việt Nam, Việt Nam ơi này, hoặc là về phong cảnh con người Việt Nam, mình sẽ dán sau. Bây giờ thì hết quà rồi. Như vậy là cũng nhiều rồi đúng không? Mình tham gia chỉ đăng tải video này, kêu gọi mọi người like share cho này, và thế là mình được một đống quà như thế này. Wow. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Hi hi.
cho vừa. Rồi, đây, nguyên một combo mình có thể đi phượt rồi. Ok, và lời cuối, mình xin dành lời cảm ơn đến Facebook app cũng như là group Việt Nam ơi đã tổ chức nhiều cuộc thi hấp dẫn như thế. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, và hy vọng là sau này nếu mà mình có tham gia các cuộc thi khác thì các bạn vẫn luôn ủng hộ mình như thế nhá, để mình nhận được nhiều quà hơn nữa. Yeah, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần nha. Bye bye.